Sáng 16 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hà Nội báo cáo nhanh về 5 ca dương tính với COVID-19 mới. Trong đó, 3 ca là F1 đã được cách ly tập trung, 2 ca là người nhập cảnh từ Nhật Bản đã được cách ly tập trung. Trường hợp thứ nhất là nam trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, bệnh nhân là F1 của BN3433 tiếp xúc ngày 7 tháng 5. Ngày 10 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính. Trường hợp thứ hai là nam trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là bệnh nhân F1 của BN3634, tức là cựu giám đốc Hansiko, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây. Ngày 15 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện do sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính. Trường hợp thứ ba là nam trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ, bệnh nhân điều trị tại khoa ngoại quán sứ, bệnh viện ca, sau đó chuyển khoa xã 3, cơ sở Tân Triều, được chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Nam Từ Liêm ngày 11 tháng 5. Ngày 15 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng sốt 38 độ C được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. Hai trường hợp còn lại là người về từ Nhật Bản trên chuyến bay JL751 nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 24 tháng 4, được chuyển cách ly tập trung tại khách sạn Hansiko Đống Đa. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.